Chào bạn. Với cảnh sát Hàn Quốc, sự gia tăng đột ngột của các vụ án giết người trên khắp Seoul có vẻ đáng lo ngại. Và vụ án hôm nay là một trong số đó. Mang trong mình dòng máu ích kỷ và chống đối xã hội, hắn đã phạm tội và gây ra án mạng vô cùng thương tâm. Cụ thể là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Đây là một trong những vụ án lớn nhất đang diễn ra ở Hàn Quốc vào cuối năm 2022. Nó liên quan đến một người đàn ông có tên là Lee Ki-young, 30 tuổi. Hắn được gọi với cái tên là kẻ ăn cắp đời thực. Nhà chức trách tin rằng anh ta có thể là một tên sát nhân hàng loạt, nhưng may mắn anh ta đã bị tóm. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến vụ án của người đàn ông này gây sốt bởi vì quá khứ của anh ta rất kỳ lạ. Người ta cũng so sánh anh ta với nhân vật trong bộ phim Kẻ ăn mày vì những điều mà anh ta làm. Người đàn ông này đã hẹn hò với rất nhiều người và đưa mọi người vào cuộc sống của mình. Thật đáng sợ khi hàng trăm người đã tiếp xúc với anh ta. Vào lễ Giáng sinh năm 2022, thường là ngày đầy niềm vui và ấm áp, nhưng một phụ nữ đã gọi cho cảnh sát báo cáo rằng trong tủ quần áo của người bạn trai cô phát hiện một thi thể. Khi cảnh sát đến địa điểm được báo cáo, họ xác nhận rằng một người đàn ông 60 tuổi đã tử vong trong tủ quần áo. Người đàn ông này là một tài xế taxi và gia đình anh ta đã tìm kiếm anh ta trong vài ngày qua vì không thấy anh ta trở về. Người bạn trai của người phụ nữ này tên là Lee Ki-young được xác định là người sống trong căn hộ. Vào đêm 20 tháng 12, Lee đã uống rượu cùng bố mẹ bạn gái và cố gắng để kết nối với họ và trở thành một người bạn trai tốt. Tuy nhiên, Lee đã uống quá nhiều và sau đó lái xe trong tình trạng say rượu. Điều này đã xảy ra nhiều lần trước. Anh ta đã bị bắt vì lái xe khi say rượu 2 lần và bị kết án tù nếu tái phạm. Vào ngày đó, sau khi họp với gia đình bạn gái, Lee quyết định vẫn lái xe trong tình trạng say rượu và đã gây ra một vụ tai nạn với tài xế taxi. Lee đã quay đầu xe trái phép khi đèn đỏ và xe taxi đang đi thẳng khi đèn xanh, dẫn tới va chạm. Trong video ghi lại vụ tai nạn, Lee đã trao đổi và cầu xin tài xế taxi không gọi cho cảnh sát và hứa sẽ trả tiền để giải quyết sự việc. Anh ta không muốn bị gọi cảnh sát vì anh ta đã bị bắt lái xe khi say rượu 2 lần trước đó. Anh ta nói với người tài xế rằng mình không mang theo nhiều tiền và đang để ở nhà. Nếu được, mời ông ta đi theo về nhà để lấy. Người tài xế nhanh chóng đồng ý mà không có chút nghi ngờ vì anh ta còn trẻ và có vẻ rất phóng thoáng. Tiếp đó, hai chiếc xe đã cùng đến căn hộ của anh ta. Nhưng người tài xế không biết rằng đây là một âm mưu đen tối. Khi vừa vào phòng, anh ta khóa cửa bên trong. Tài xế taxi nhận ra điều đó không ổn nên quyết định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên sau đó, Lee nhanh chóng sát hại tài xế taxi này. Trong khi đó, gia đình của tài xế taxi rất lo lắng vì ông bố của họ không về nhà. Họ đã liên lạc với ông ta, gửi tin nhắn và gọi điện, thế nhưng không thấy trả lời. Cuối cùng, họ nhận được một tin nhắn từ chính số điện thoại của tài xế taxi, cho biết ông không muốn về nhà và điện thoại chuẩn bị hết pin, không trả lời được. Đó là một tin nhắn giả mạo từ Lee, giả vờ là tài xế taxi, hòng che giấu tội ác của mình. Cảnh sát đặt ra một câu hỏi lớn, không lẽ chỉ vì một cuộc va chạm xe nhỏ, với việc không muốn bị cảnh sát tóm nên hắn đã ra tay nhẫn tâm như vậy? Có phải do hắn quá say hay thực sự hắn là một kẻ máu lạnh? Dù sao hắn ta đã gây ra một tội ác ghê tởm. Lee tiếp tục lấy thông tin cá nhân và thẻ tín dụng của tài xế để vay một khoản tiền lớn, khoảng 40.000 đô la. Tiếp đó, anh ta sử dụng số tiền này để mua nhẫn cặp cho bạn gái, ở trong khách sạn sang trọng, thưởng thức những món ăn đắt tiền mà không hề có chút lo sợ. Trong vòng 5 ngày từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 12, khi thi thể của tài xế taxi được phát hiện. Sau khi quan sát camera, cảnh sát lập tức bắt giữ Lee để thẩm vấn liên quan đến vụ giết tài xế taxi. Lee đã bị lật mặt với những bí mật đen tối. Ban đầu, cảnh sát tin rằng anh ta là một người bình thường, nhưng thật ra anh ta còn đáng sợ hơn. Toàn bộ đều là những âm mưu ghê tởm, và đây được xem là kẻ sát nhân hàng loạt nếu không bị bắt sớm. Và những gì mà cảnh sát điều tra được sau đây khiến ai cũng phải giật mình và ớn lạnh. Cảnh sát đã phát hiện rằng căn hộ mà Lee đang sống thuộc về một người khác đứng tên là bà Jay, người đã trên 50. Vậy thì tại sao anh ta lại ở đây? Bà Jay đang ở đâu? Khi được hỏi, Lee thừa nhận rằng đó là bạn gái cũ của anh ta. Họ quen nhau được 4 tháng và hàng xóm họ thường nghe họ gọi nhau là Honey và Baby. Tuy nhiên, điều đáng ngờ là bà Jay lớn hơn Lee 20 tuổi. Anh ta nói rằng mình đã giết bà Jay và phi tang vào tháng 8. Cảnh sát đã tìm kiếm thi thể của bà Jay, nhưng Lee chỉ cho biết anh ta đã vứt thi thể của bà tại một vùng xa xôi và sẽ không ai tìm thấy được.
Rõ ràng Lee không phải là một người vô hại như khuôn mặt của anh ta. Trong quá trình điều tra về những tình huống lạ lùng mà Lee đã khai, cảnh sát phát hiện Lee đã vứt thi thể của bà Jay vào một con sông gần đó hoặc một khu đất trống. Hiện tại, bà Jay vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là sau khi giết bà, anh ta đã giả vờ là bà Jay như bà đang còn sống vậy. Cũng giống như việc anh ta sử dụng và dùng mọi thông tin của tài xế taxi như thay đổi ảnh đại diện nhiều lần để mọi người biết rằng ông ta còn sống. Lee đã trả lời tin nhắn của gia đình và bạn bè lo lắng về bà Jay bằng cách nói rằng bà không thể nói chuyện qua điện thoại vì đang bận rộn. Vì vậy, gia đình và bạn bè của bà Jay tin rằng bà ấy vẫn còn sống. Một câu hỏi đặt ra là, hai người họ chỉ mới quen nhau có 4 tháng. Vậy thì theo các bạn, với một khoảng thời gian ngắn như vậy, thì đây là tình cảm gì? Trong khi họ hơn nhau tới 20 tuổi. Và đây là câu trả lời, một bí ẩn trong vụ án được tìm thấy. Có vẻ như Lee và Jay đã có một thỏa thuận cá nhân. Trong đó, Lee nợ bà Jay khoảng 200.000 đô la Mỹ và hứa sẽ trả số tiền này. Thế nhưng anh ta làm gì có tiền? Cảnh sát đoán rằng anh ta đã trả cho khoản vay đó bằng tình cảm với bà Jay. Cảnh sát cũng đã phát hiện rằng sau khi bà Jay qua đời vào tháng 8, Lee đã mượn tiền dưới tên của bà và sử dụng toàn bộ tín dụng của bà lên đến khoảng 15.000 đô la Mỹ và lại ăn chơi sau khi làm những điều tàn ác. Anh ta đã dùng số tiền vay được để lừa các cô gái và rủ họ về ngôi nhà đó để quan hệ và coi như là nhà của mình. Từ đây, cảnh sát khẳng định rằng anh ta đã giết người tài xế không phải vì say rượu và anh ta thực sự là một con quái vật. Gần đây, Lee thay đổi câu chuyện về nơi mà thi thể bà Jay bị giấu. Ban đầu anh ta nói rằng anh ta vứt thi thể xuống sông, nhưng cảnh sát không tìm thấy. Tiếp đó, anh ta lại nói rằng anh ta chôn thi thể bà Jay vào khu đất trống. Có thể đây là những lời nói dối nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Lee cho rằng đó là món quà cuối cùng của mình cho cảnh sát và tin rằng mình thông minh hơn họ, kiểm soát hoàn toàn câu chuyện. Khi cảnh sát hỏi tại sao anh ta không thú nhận nơi thi thể được chôn, anh ta nói không thích. Đó như một lời thách thức vậy. Các chuyên gia lý giải rằng Lee có thể sợ rằng việc tìm thấy thi thể sẽ phơi bày ra nhiều bí mật khác. Ví dụ, nếu xác bà Jay được tìm thấy và khám nghiệm cho thấy xác không khớp với câu chuyện mà Lee đã kể, hoặc có thể Lee đã làm điều gì đó tăm tối với thi thể. Điều này có thể là một cách để mua vui cho câu chuyện của anh ta. Lee giữ một bí mật và cảnh sát cần phải tìm ra để anh ta phải thú nhận, giống như chơi trò chơi. Ngay cả sau khi bị bắt, Lee vẫn muốn chơi trò chơi này. Trước đó, anh ta tiết lộ rằng mình đã kết hôn 2 lần trong quá khứ và có một con. Năm 2018, anh ta lại kết hôn với một phụ nữ khác. Tuy nhiên, việc kết hôn tại Hàn Quốc tốn rất nhiều tiền. Cảnh sát tự hỏi không biết anh ta đã kiếm tiền thế nào. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là dối trá nhằm lừa tiền mừng của mọi người. Thông tin cho biết, anh ta không có việc làm, gia đình anh ta thì cũng không giàu. Cha, mẹ, bà nội của anh ta đều kể những câu chuyện khác nhau và không đúng sự thật. Thực tế anh ta chỉ là một kẻ ăn bám vào tiền của người khác và dựa vào việc nói dối mọi người xung quanh để xây dựng một cuộc sống không có thực. Anh ta cứ như con đỉa âm thầm hút máu các nạn nhân để sống vậy. Hắn xây dựng thế giới xung quanh mình bằng những lời nói dối trắng trợn nhằm đoạt được mục đích. Vài giờ trước khi bị bắt, anh ta đã tiếp cận với một nhóm 6 chàng trai độ tuổi 20 tại một quán nướng. Lee tiếp cận họ một cách ngẫu nhiên và tỏ ra mình giàu có, kể cho họ về gia đình của anh ta với những tòa nhà và khối tài sản lớn, và anh ta muốn mời họ bữa hôm nay. Bên ngoài, Lee dường như là một người đàn ông thân thiện, không có vẻ gì là tội phạm. Người hàng xóm của anh ta nói rằng Lee rất được kính trọng, luôn cúi đầu tôn trọng người lớn và luôn mỉm cười. Anh ta trông như một người bình thường và lễ phép. Ngoài ra cũng điển trai, khiến các cô gái bị mê hoặc. Tuy nhiên, những người bạn của 6 chàng trai mà anh ta tiếp cận đã kể lại những câu chuyện kỳ lạ về anh ta. Lee nói với họ rằng anh ta sở hữu nhiều tiền và có thể trả cho họ hàng triệu đô la. Sau đó hỏi họ liệu có sẵn lòng giết người vì tiền không. Sau khi rời khỏi nhà hàng, theo hình ảnh từ camera an ninh, Lee bất ngờ tấn công các chàng trai đó. Họ miêu tả anh ta như một con quái vật, không thể nói chuyện hay làm gì để anh ta nghe, và anh ta dường như bị hoang tưởng vậy. Cho tới nay, thi thể của bà Jay vẫn chưa được tìm thấy. Qua đó, vụ án chưa thể khép lại. Và vì chưa tìm thấy xác thì khó có thể kết tội Lee. Hơn nữa, trong năm 2022, Lee đã liên lạc với hơn 380 người và hiện cảnh sát đang kiểm tra lại tất cả các mối liên hệ để đảm bảo rằng không bỏ sót một ai và tất cả họ đều an toàn. Liệu rằng còn ai trong số 380 người này cùng chung số phận với Jay hay người tài xế hay không? Lee khai rằng không còn ai. Nhưng liệu bạn có tin hay không? Và cảnh sát thì cũng không tin. Con số này rất lớn,
cho thấy Lee luôn tìm kiếm sự chú ý và công nhận từ người khác. Anh ta luôn cố gắng lừa đảo những người xung quanh. Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều cô gái mà Lee đã quen trước khi anh ta có bạn gái hiện tại. Nhiều cô gái này đã sống chung với anh ta trong khoảng một tuần, và trước đó là một phụ nữ mà anh ta đã giết. Lee khẳng định rằng không còn nạn nhân nào khác, nhưng tin mới nhất cho thấy cảnh sát tìm thấy 4 mẫu ADN khác nhau tại căn hộ của Lee, trong đó là một mẫu của tài xế taxi và 3 mẫu khác thuộc về phụ nữ. Hiện tại họ đang cố gắng xác định danh tính của những người phụ nữ này. Có thể trong số đó có một bạn gái của anh ta gần đây và một trong số những nạn nhân của anh ta. Ngoài ra, còn một mẫu ADN không thể xác định được chủ sở hữu, có thể là một người giúp việc mà Lee đã thuê để dọn dẹp. Tất cả những thông tin này cho thấy Lee là một kẻ tham lam và tàn bạo, sẵn sàng giết người để đạt được mục tiêu. Cách mà anh ta tiếp cận và giết nạn nhân là lừa dối rồi sát hại. Theo lời kể của quản lý khu nhà, anh ta đã tới nhà của Lee và Lee đã hỏi về bản thân anh ta một cách kỳ lạ. Sau đó, bất ngờ tâm sự với anh rằng cha mẹ tôi mới qua đời và tôi sắp được nhận một số tiền lớn. Người quản lý nhà không hiểu tại sao anh ta lại tiết lộ những điều đó cho một người lạ không hề quen biết. Dựa trên những thông tin được báo cáo, các chuyên gia tin rằng anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi hội chứng Ripley. Đây là một rối loạn nhân cách chống xã hội, trong đó người bệnh ảo tưởng về cuộc sống mà họ tạo ra cho chính mình và không thể chấp nhận thực tế của họ. Một số dấu hiệu của hội chứng Ripley được liệt kê như lừa dối và nói dối liên tục, tư duy cực đoan, phạm tội, cảm thấy ngạo mạn và cho rằng mình thông minh hơn người, không có khả năng đồng cảm và tôn trọng, có mối quan hệ xấu với người khác, thậm chí có thể gây tổn thương cho bạn đời hoặc người khác, thiếu trách nhiệm và hay có những hành động thô lỗ. Nếu bạn đã xem phim Anna trên Netflix, nó kể về một người phụ nữ tạo ra câu chuyện hoàn toàn giả mạo về gia đình và tài chính của mình và lấy gấp tài sản từ người khác để nuôi sống cuộc sống của cô ta. Và với Lee Ki-young cũng vậy, tất cả những gì mà anh ta kể về bản thân đều là giả dối. Ở Hàn Quốc, việc tiết lộ danh tính và hình ảnh của các nghi phạm là vấn đề rất lớn. Vì vậy, tiết lộ hình ảnh của người này cho thấy họ đã biết rõ mình đang đối mặt với ai và đây là một kẻ nguy hiểm. Người ta cảm thấy sợ hãi khi biết Lee chỉ mới 30, nhưng đã tạo ra một cuộc sống phức tạp và sống một lối sống rắc rối đến mức không ai có thể hiểu được anh ta thực sự là ai. Những người như vậy có thể đang tồn tại bên cạnh chúng ta và họ bám vào chúng ta. Đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó tới khi quá muộn. Vụ án vẫn chưa được khép lại, các nhà điều tra cần thêm nhiều dữ liệu về bằng chứng hơn. Dù đã gần một năm, nhưng dư âm của nó sẽ còn kéo dài cho tới nhiều năm sau. Người dân nơi đây đang vô cùng hoang mang về những kiểu người như vậy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho lối sống ỷ lại của một bộ phận giới trẻ, nhất là các bạn nữ, hãy cẩn thận hơn trong mối quan hệ của mình. Và đó là vụ án hôm nay, bạn thấy vụ án thế nào? Bạn học được bài học gì không? Theo bạn, liệu có thêm nạn nhân xấu số? Hãy bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.